Thì ma quỷ đi núi mà có chỗ mà nguyên một tảng đá bằng mà nghe bình bình nhớ không, nguyên cái tảng đá bằng bự vậy nè, mình đi biết cái chỗ này nó bọng ở dưới, anh em có thấy điều đó không, là loài thú người ta tu á, tới chừng ta lên là thủy tệ ở dưới dưng nước lên, ở trên dòng bụng xuống rước thằng thánh xuống rước, tới chừng nó lên là một cái đó hả, nó sụp còn sâu hơn lòng sông. Khi mà nó đắc đạo nó lên rồi nó sụp sâu hơn lòng sông. Nó lên rồi mà nó đi tới đâu thì rạp tới đó. Mà giờ nó không đi, nó nhập vô xác người, nó làm những điều tội lỗi. Mình làm sao cản được. Nhưng mà mình phải gắn trí nguyện cầu được nhiêu nên nhiêu, làm phải có thần đâu cho. Thì bây giờ mình chí quyết đi, Nam Mô Tướng Nguyện Cầu Quá Tánh Vạn Văn Từ Tâm Phát Ái Giải Thoát Mê Đi. Thì nguyện hoài đó. Sao mà huynh nói gì sao mà tôi nghe sao nó ớn, mà cái giống cái câu mà giảng của thầy không huynh, mà nói là rắn to tên gọi mãn xà, có phải như vậy không huynh? Không, rắn to tên gọi mãn xà là miên á. Trên rừng nó xuống nó thay những trần đó là miên đó. Miên nó thờ hai cái cổng tâm quan đó. Vậy hả? Hai cái cổng tâm quan của chùa đó phải. Mà rắn mãng xà này 9 đầu và 7 đầu gì đó, hồi đó nó hộ Đức Phật đó. Nó che vậy nè, nó coi hình đó. Nó Đức Phật ngồi tu đó, nó che vậy nè. Nó độ Đức Phật mà. Mà giờ độ đệ tử của Đức Phật là hai cái cổng tâm quan. Chỗ chùa Miên nhà dân tộc đó. Và phải hai con mãng xà kích trà lô không? Có thấy không? Thấy. Thì bây giờ đó, mình làm mãi có thần độ cho thì nó mới vượt khỏi cái cảnh này. À, kính thưa chào huynh ba. Dạ, chào huynh. Dạ. Kính thưa chư quý vị cũng như trong cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và vạn sự kiết tường. Thì hôm nay huynh ba đi đâu mà về ghé đây huynh ba? Ngủ mơ không có được ở chùa Bồng Lai á. Mà kêu cái lệnh đi. Đi. Mà không biết đi đâu. Đi xuống đây gặp túi đây nè. Đâu có biết. Dạ. Mà cha, tôi chạy về Miễu Bằng Lăng. Cha mà dìu dắt lẫn nhau vào con đường tôi về Miễu Bằng Lăng là chuẩn bị tư thế là tới giờ đi rồi. Nhưng mà không biết đi đâu. Thì lần này mới điện lên. Tôi quần áo là tôi để trên xe sẵn là đồ ướt đó, tôi máng lên đó. Nhưng mà chưa biết đi đâu. Thì lần này để điện lên là nó ngay hệ không? Phải người làm phải có thần độ cho. Chứ tôi đâu có tính đi đây. Tôi đâu có tính đi gặp anh em đâu. Nhưng mà chuẩn bị tư thế rồi. Thì kính thưa chư quý vị, hôm nay chúng tôi cũng là có nhân duyên lắm mới gặp được huynh ba đây. Thì huynh ba từ trên núi Bồng Lai mà trở về đây. Chùa Bồng Lai bà bài á. Dạ bài bài. Bẻ chú ba. Đúng rồi, thì hôm nay thì coi như là huynh ba này cũng ở biên giới. Bồng Lai tức là ở biên giới, tức là chùa bà bài đó. Thì kính thưa chư quý vị, thì hôm nay chúng tôi cũng được một bài pháp mà để nghe huynh ba nói thì quá hay. Mà Đức Thầy có nói là tu biết cách như đương biết đát, đương đất rành đằng giữa xe lon. Thì hôm nay chúng tôi cũng nhờ được huynh ba đến đây mà để mà cho một bài pháp thì rất hay. Thì đó là tu biết cách. Mà cái tu biết cách đó, như vậy là cái cách là cách như thế nào hả huynh ba? Nhờ huynh ba nói cái cách tu của người Phật giáo hòa hảo mình đó huynh ba. Thể thí dụ cũng như là từ Vũng Tàu mà ra Phan Thiết, Nha Trang có nhiều cái đống cát theo máy biển phải không? Phải không đại? Từ Vũng Tàu mà ra Phan Thiết, Nha Trang rồi đó. Nó có nhiều cái đùng cát, cái bãi cát, cập 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 máy biển, cái gió nó thổi lên á. Thấy không? Như nước ngoài nó bán tôi đầy tàu cát này đi. 10 cái, 20 cây vàng. Cát trắng này nè, cát trắng này đổ nền nhà không có được đó. Cát nó quý. Thế nó nên diện làm cái kiểu rồi. Không phải. Búi gì? Thì nó nước ngoài nó đặt máy nó chạy.
Bữa nay để coi ông lão này nó sao lạ lạ. Nó đặt máy nó chạy, nhưng mà cát là nó cho ra biển luôn. Kim cương hột sòn nó đó, đá quý nó cho vô tàu. Mới có lời. Thì cái người nói không đúng là cho ra biển luôn. Còn câu nào đúng là kim cương hột sòn đá quý là mình cho vô tắm, vô tàu mình. Còn cát là cho ra biển luôn. Cái này không nhận, không nhịn, không có gì hết trơn, cho qua là xong. Sao câu này được không? Nói sao mà ông chạy hết cái đống cát của tôi rồi mà sao không đè tàu? Trời ơi, nó bọng ở trống ông ơi. Thì cát là nó cho đi biển luôn, nó chạy máy mà. Kim cương hột sòn đá quý nó cho vô. Thì cái câu nào phải là lời vàng tiếng ngọc, cho vô, cũng phải cho đi luôn. Được không, được không? Theo giới luật là cái thân này mới toàn mạng. Đồng ý. Đồng góp. Có nghĩa là thầy tổ là dạy mình rồi. Không, cái đó nói là đóng góp nha. Thầy tổ mình là dạy mình rồi. Mình từ đây sắp tới là phải giữ giới luật. À, cái đó là thì cái thân mình nói cái thân mình mới ăn. Có một chuyện mà lúc mà ở mà cái dầu đó thì bắt đầu là thầy đứng ở trên đó đó. Bây giờ mấy ông theo tôi hay là theo giáo lý này, nó là giờ con theo thầy cũng nói theo giáo lý này mới đúng hơn. Thì cái này là cái câu chuyện này, cái câu chuyện tức là hôm nay huynh muốn nói về cái chuyện là cái mẫu chuyện đó. Thành thử ra từ cái chỗ đó thì huynh ba này nói về cái mẫu chuyện của đức thầy mà lúc mà thuyết pháp ở trên mà cái dầu, tức là hôm nay hỏi tất cộng đạo. Bây giờ như vậy là các con là theo thầy hay là theo giáo lý của thầy? Nó là con theo thầy, con theo thầy. Nó là theo thầy, như vậy là thầy mai mốt có là theo ai? Phải theo cuốn giáo lý này. Tức là hôm nay huynh ba ý muốn nói là như vậy đó, cũng rất hay chỗ đó. Mà bữa nay không có giáo lý. Yeah. Có giới lực không à? Yeah, mình mới biết cái câu nào mình tính, mình thuộc cái giới lực nào nó vừa sức mình á. Yeah. Tôi không giống anh em, mà anh em không giống tôi. Cái giới nào mà cái thân này nó an toàn thân mạng nè, mình giữ cái giới nào mà bảo vệ cái thân này nè, là quyền của mình. Mình có giống ai đâu mà bắt chước theo người ta. Mình có giống ai đâu biểu người ta theo mình. Yeah. Mình biết điều lành là mình làm không được là mình thua mình. Yeah. Mình biết mình điều lành mà mình làm được là mình thắng mình. Mà mình thắng mình là mình mới giải thoát. Biết điều lành mình làm được thì thắng được nó mới là giải thoát. Là mình làm lành được thì cái thân mình mới hết khổ. Còn biết điều lành mình làm không được, mà làm điều tội nữa là phải tự mình giết mình thôi. Là phải mình thua mình không? Gọi là lực bất đồng tâm. Sao anh em đồng ý không? Dạ, đồng ý thôi, vậy cũng cảm ơn huynh ba được. Không có hộ mình thì phải dính vô cái chỗ này. Nó xuống nó tàn sát mình. Mà bây giờ nó không có nhập vô người mình, mà nó nhập vô người mình. Ồ, thế ghê vậy huynh. Ghê gì mà ghê. Là không nghe nói à, chứ trên miên tôi thấy là thờ hai con rắn, là thờ thằng rắn gì đó, mà bây giờ nhập vô mình luôn. Bây giờ xe chạy bị cố bằng lái thì nó đi xe nào không được. Dạ. Cái bọn ác nó chạy xe nào không được. Ghê quá à. Bây giờ xe của mình đương chạy mà nó lại nó biểu mình xuống. Nó lên giật xe nó chạy cũng được. Mà mình ngồi trên xe mà nó biểu chạy theo ý nó, không chạy không được. Thì loài thú nó nhập vô. Bị đặng trả quả nhau nè. Loài thú nó nhập vô. Thành ra mình phải tranh thủ. Yeah, làm phải là có thần độ cho là tranh thủ. Có cái chư thần hộ mạng mình thì cái bọn ác, bọn gian nó vô không có được. Chứ mình mà sơ sẩy cái là nó tái vô liền. À, huynh Diêm Phụ, chứ Chúa chọn người tu, Diêm Phụ là ở đâu à? Cái gì? Diêm Phụ, chứ Chúa chọn người tu á. Vô thập điện coi đó. À, bây giờ để... Diêm Phụ nè, là bằng đêm. Diêm Phụ là bằng đêm, không có trời. Người nhà giàu á, thì người ta làm ruộng rẫy, người ta tưới nước bằng ngày, phải không? Mình nghèo, mình tưới nước bằng đêm. Bằng đêm không có trời. Chín phương trời mà mười phương như Phật. Cõi âm không có trời.
mà có hồn Địa Tạng. Thì cái chư thần thường dẫn năm canh về thượng giới tâu qua thượng đế, thì mình đi đường mình thấy dân khổ mình có cái lòng thương. Ở trần gian có một người khổ, còn có người thương ta ngủ cũng không được, là hai người khổ, chịu không? Một người khổ, còn người thấy người ta mà mình giúp không được là hai người khổ. Thì các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới tâu qua thượng đế, ở trần gian có một người khổ, có người thương ta ngủ không được. Thì ông chợ nói anh em nó biết thương nó giúp không được thì sai các chư thần chứ không chuyển người khác giúp. Sao mình lại đi ngang, ủa bữa hổm mình thấy khổ quá mình chưa giúp, sao hôm nay đỡ quá ta. Được không, bài này nghe được không? Cái diêm phù là bằng đêm chứ không phải dưới âm phù, ở dưới đất cõi âm là bằng đêm. Mạng xà mà thờ con rắn đó thì cái này phải là Chinh Miên chảnh không có huynh, mà cái này là huynh ba đâu ở dưới thì... nó giáp trời đó, từ đây đi ra tới Sài Gòn cũng có chùa người dân tộc mà. Dạ. Chứ đâu phải Chinh Miên. Rồi bây giờ cái câu mà thầy nói là tầng ban hậu hạng tiêu du động nam quốc đương danh kiến linh xa đó, hồn qua đô hội lưu vô quyết dư đảng ngọc giang khắp ma ha, như vậy là nó phải này, như vậy phải trong mấy câu này đó không? Không, tầng quốc á, nước ngoài á, chứ không phải tầng miên. Tầng quốc á là nó muốn tàn sát Việt Nam mình mà. Còn miên á thì bình thường thôi, ông nói phạt những kẻ không an toàn tại mà thử những người chủ nghĩa an toàn thôi. Mình đằng này mình làm phải nó gặp mình nó xá liền, còn mình làm tội rồi thì nó phò người hiền chứ nó đâu phò người dữ. Mình làm phải rồi tự nhiên hồi nãy nó gặp mình là nó tàn sát đó, nhưng mà cái chư thần nhập vô mình, nhập vô nó nữa, gặp mình cái tự nhiên nó thông qua, nó cho qua luôn, nó không nói gì tới mình chứ, mà nó lo người khác, nó kiếm cái kẻ thù của nó để nó trả quả nhau. Còn mình có cái chư thần hộ mạng, người ta cũng có cái chư thần hộ mạng, hai cái chư thần gặp nhau là mừng, thông qua chuyện ai nấy lo. Anh em đồng ý không? Làm phải là có thần đâu cho, đâu đâu quá tánh người trời xanh. Tuy là khác nước, nói tiếng giọng khác nhau thôi chứ cũng con trời. Thì thương nhau như thể thương thầy. Nhưng Đức Thầy dạy mình, ai lỡ tính hơn mình thì mình nhịn, không có quyền cử. Nhưng mình cần kiểm soát chắn là làm ăn, khi nào người ta thiếu tới đâu mình có khả năng thì tùy theo năng chức của mình để giúp bà con tới đó. Chứ mình không có quyền trả thù, không có quyền giận, mà có quyền gán làm ăn, đợi có cơ hội giúp anh em. Muốn im thì có gì đâu. Không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ. Cái tâm mình nó lộ lên, cái lòng từ bi thì mới ra tay cứu đời. Không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ. Miền bãi núi ngày sau báo quý mà thất tình nó không còn. Rồi tâm ha. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ăn không biết ngon. Lữ ưa ngon là chuyện ăn, cần ăn bình thường thôi, ăn được thấy no. Rồi bận quần áo bình thường thôi. Sống bình thường thôi. Mà người ta thiếu nợ mình không cho, còn sai người cào nhà mày luôn. Thì chia liền chết rồi bỏ của bây giờ, con cháu tao bỏ luôn là bốn chỗ không. Được không? Được. Không mà nghe được không? Quá hay, vậy là cái ý nghĩa ha. Nghe được không? Được. Số này số mấy? Số 1. Số này số mấy? Số 0. Số 9 là sao nãy số 0? Số 9 đâu? Số 9 là số 0 gì vậy đó. Còn số này là số mấy? Số này số 0 á. Số 9. Số 9 là nào vậy? Dĩa sao số 9 đâu? Rồi, dĩa đó. Dạ, rồi, dạ. Số 9. Cho người ta ăn là còn, mình ăn là hết. Ừ. Phải câu nhịn chính câu lành không? Phải không? Phải không? Thì ông bàn vậy đi. Không mà nghe được không? Được. Mình nhịn cho người ăn là phải câu nhịn chính câu lành không? Hay hay câu giờ cũng này cũng được. Con già đâu chắc ăn chứ hỏi gì cũng được. Chính nghĩa
chính nhân, mình nhịn vào mình giúp người là phải chính nghĩa, chính nhân, chính đạo đức, chính là tình làng nghĩa sớm và chính quốc hậu. Chính mới bỏ một vô mười chứ không sao mười. Sao? Chị, đồng ý chưa? Rồi cũng được. Bởi vì mình cầm gói sâu chưa ăn, khi con tới rồi chấp nhận đói tiếp để cho con no. Phải không? Dù đói bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cái gói sâu đó của mình mà gặp bà con khác không phải con mình nhịn luôn. Là phải chính nghĩa không? Chính đạo đức, chính tình là nghĩa sớm, chính quốc hậu không? Đồng ý chưa? Gọi là tìm cái không nó mới có. Chịu không? Chịu không? Không, không, không có nói ý tôi. Bây giờ tôi nói anh nghe được không thôi. Được, nghe được rồi đó. À. Chính mới bỏ một vô mười chứ không sao mười. Rồi. Đúng, ok, quá hay. Những lần thứ hai tự lòng mình nói với mình, nắm khi đói bằng gói khi no mà. Giúp nữa. Thì con số này số ngay. Nhịn lần thứ hai đói hơn kỳ trước á. Nhịn lần thứ hai đói hơn kỳ trước. Lần thứ ba. Nhịn lần thứ hai. Quynh nói luôn đi, Quynh giải. Đói hơn kỳ trước. Để trả lời gì nhiều khi chưa có hiểu được cái phần của Quynh. Phải nhịn lần thứ hai phải đói hơn kỳ trước không? Nhịn thì đúng rồi, nhịn thì phải đói. Thì số này nó lên 90. Ờ, vậy ha, cái này cũng mình có càng vậy. Đói mà càng giúp người được. Dạ. Công mới lớn chứ. Ừ. Đồng ý chưa? Dạ, dạ. Hay bữa nay giải cái lý này lạ lạ nghe quá. Nhưng cái này nó ở trong túi tôi mà. Dạ, hồi dạ. Bữa tôi lẹo ở đây nè. À. Hồi bữa tôi lẹo ở đây tôi chợ đi chợ luôn á. Cái điều này bữa nay có... Vậy là hai lần rồi. Tự nhiên ba ăn tới. Chú ơi con đi lỡ đường xin ăn nhà bữa cơm đặng đi nữa. Mình mới nói trong lòng mình hồi sáng giờ mình nhịn hai lần. Hồi đó giờ mình nhịn hai lần rồi, đói dữ lắm rồi. Hai lần nhịn sáng giờ gì lần chú ăn mì gói ha. Thì tự nhiên nó lỡ chú ơi con đi lỡ đường xin ăn nhà bữa cơm đặng đi nữa. Mình mới nói trong lòng mình sáng giờ tao nhịn hai lần rồi đó. Nói trong lòng á, mà mày làm gì mày đói. Con từ ở trên biên giới trên con lộ bộ xuống đây nè. Mà từ biên giới lộ bộ xuống đây đói là đúng rồi phải không? Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi mày ăn rồi mày đi đâu? Yeah. Con đi thốt nốt. Tiêu rồi. Bữa cơm này chia làm hai là nó chết dọc đường. Thôi thì nồi cơm sao mày ăn? Cho nó chọn. Thì con số này là con số mấy? Nói. Là số 4. 900. 900 nữa hả? Bữa nay giải cái điều. Giải gì? Bây giờ mình càng đói mà mình càng giúp người được. Chính là phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Giải cái... Mình nhịn vào mình giúp người phải còn muôn thở không? Thì sao? Chịu không? Dạ dạ, cái điều này là thì phước đức ấy vẫn còn muôn thở là đúng rồi. Chịu không? Dạ. Vậy là phước đứa ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình nó tròn do không là vô hình nè. Đừng ngỡ rằng không. À, chú thích... ơi nên chống Trần Hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao còn con cháu. Phải cha mẹ ăn ở nhân đức con cháu được hưởng không? Phải không? Dạ, dạ. Còn nhà cao cửa rộng đất nhiều mà ta thiếu nợ mình không cho còn sai người cào nhà mày luôn. Thì chia liền chết rồi bỏ của bơ dơ con cháu ta bỏ luôn. Là 4 số không. Sao con này chịu không? Là 4 số không nha. Dạ. Nhà cao cửa rộng đất nhiều ta thiếu nợ mình không cho còn sai người cào nhà mày luôn. Thì chia liền chết rồi bỏ của bơ dơ. Con cháu ta bỏ luôn là 4 số không. Đồng ý không? Nhà bự cũng của con. Đất nhiều cũng của con, tiền nhiều cũng của con, nhà cao cửa rộng đất nhiều là đại phúc, người ta thiếu nợ mình cho luôn đi, không đòi cho mình luôn, rồi mình mới làm thêm những điều này, thì giàu sang đặng chọn hai bề đúng không? Giàu sang được chọn hai bề ha. Nhà cao cửa rộng đất nhiều mà mình giúp đời nữa, là giàu sang đặng chọn hai bề.
mà người ta thiếu nợ mình không cho, cào nhà mày luôn, coi trong vô tiếng đó, trong phim đó, cào nhà mày luôn, đuổi mày đi luôn, thì chết rồi bỏ của bơi ra, con cháu tao bỏ luôn là đứt đường. Chú ơi con quá khổ, mướn cho con ăn cơm khỏi tính tiền, con ai con giàu gian ác là đói tiếp. Con ai con hiền lành vô đây, phải cha mẹ hiền lành để đứa cháu con không? Bắt tay coi. Dạ, giải gì lạ lạ không? Không mà chính xác không? Không mà nghe chính xác không? Dạ, dạ, dạ. Giải cái điều này là nó... Cái bài này gọi là tìm cái không, nó mới có. Có mà có nghĩa, có nhân, có đạo đức, có tình là nghĩa sớm, dù mình cái thân này bỏ rồi. Nhưng mà cái nghĩa vẫn còn mãi mãi. Còn nhà cao cửa rộng đất nhiều thì chỉ 3-4 đời thôi. Sợ mình chưa chết nó bán rồi. Nó còn mình còn đây còn thở đây chứ nó hợp đồng nó bán rồi đó. Nó chờ mình dứt hơi thở là nó lên làm chủ nó bán đó. Còn mình làm những điều này thì nó bán không được. Chánh quyền cũng không biết đường xử. Tối ngày mặn loan lo tào lao không? Ai khùng gì mà lo tào lao? Nhưng mà tạo ở đây đó là tạo muôn thở. Tạo ở đây đó là tạo cho sớm riêng quê hương dưới sở. Phải không? Nhìn mà mình giúp người phải tạo sớm riêng cho quê hương dưới sở không? Đem một cái danh dự về cho quê hương dưới sở. Không biết cái chú đó, thằng đó, con cháu của ai mà được quá à? Phải ông bà của quyền mình được danh thơm tiếng tài không? Phải đắc đạo tài thế không? Sao nghe em không? Dạ, dạ, hay, hay. Cái này à, nói à, giống cái lý của ông Hải Thò quá. Hay. À, ý gì? À, ý cái này. Bây giờ, hồi trước tới giờ đó. Cho ly nước mát này. Rồi, rồi, để lấy luôn. Hồi trước tới bây giờ đó. Là Bủ Sơn Kỳ Hương là thầy của mình. Các vị tổ trước cũng là thầy của mình. Các huynh đệ trước đây cũng là thầy của mình. Các anh em trước đây cũng là thầy của mình. Kể từ nay nói chuyện chiều mai chẳng có nói dông dài có hiểu. Từ đây sắp tới ai là thầy của mình nói. Hai người trả lời. Từ giờ này sắp tới. Kể từ nay nói chuyện chiều mai. Chẳng có nói dông dài khó hiểu. Từ giờ này tới chiều mai ai là thầy của mình nói. Giới lực là thầy của mình. Mình nói ông đó là thầy của mình mà mình bỏ giới lực là mình hại thầy. Giáo Văn Nghiêm Dư Si Đà. Hồi đó thầy tổ là dạy mình rồi. Từ giờ này sắp tới là mình phải dạy mình. Đúng rồi, tới đó là thầy chỉ mình mà. Thiên hoàng là trời, địa hoàng là đất, nhân hoàng là mình, chết để chịu chết, không làm những điều sai. Thì có ngày mới thông thả. Sao câu này chịu không? Dạ, chà, chịu đồng ý nhất trí là cái câu này quá hay. Tức là coi như giới lực là do giới lực là làm chủ lên mình, chứ không có cái gì. Rồi uống ly nước đi, rồi cái... Không mà anh em mình đồng ý chưa? Dạ, dạ, đồng ý. Giờ là lời thầy nói mà. Bây giờ Bủ Sơn Kỳ Hương chữ Bủ là Hiệu Phật Dương chữ Sơn Phật Thầy Tinh Tưởng Phước Dư chữ Kỳ là Đức Bổn Sư trưởng Hương Phật chùm bốn chữ còn phải mang. Cuộc đời mình phải lãnh bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Mình cúng hàng bữa Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Ông Phật Dương Độ Chúng là tới Thế Giới Bình An luôn. Nhưng mà ông Hoàng Dương là ông nào nói? Anh nói làm cái hộ chiếu, làm cái bách đo. Có cục vàng bằng đầu gối đưa vô ngân hàng. Đi nước nào lụm tiền cũng được. Nhà đau thì có giấy bảo hiểm. Nghèo có giấy bảo hiểm, đau có thuốc uống luôn. Mà lao động không được, có tiền lương luôn. Có lãnh lương hàng tháng để yểm trợ. Phải không? Bây giờ đau á thì có bảo hiểm. Rồi đau nữa mà không được là có tiền hỗ trợ hàng tháng. Phải không ơi sao? Anh em mình phải đóng góp. Cũng như anh em mình phải đóng góp được không? Rồi thì đóng góp cho cái câu này. Miễn được á.
miễn được á là mình lua là lo chuyện tới, còn không bởi vì mình làm cái gì cũng phải bàn anh em mình đóng góp lại coi được không, miễn được thì mình phối hợp lo chuyện tới, không mình phải hỗ hợp lại. Đúng rồi, cũng là bàn nhưng mà họ được thì mình dạ, có dạ, ý, được, được, ví dụ có lý. Thấy có gì thì mình đem vô một hai cái ý vô. Bây giờ mình coi thầy Chữ Sơn là Đức Phật thầy nằm ở tại núi Sam, tu chỉ còn cái chân lý thôi, cái mộ phá bàn. Chữ Kỳ là Đức Bổn Sư, chỉ một mẹ một con mà không biết con vua nào. Chữ Hương là Đức Phật Chùm, lại Sà Lôn Trà Năng cúng 13 tháng 3 đó. Như vậy anh em mình có thấy núi thành vàng chưa? Chưa. Đi vô Sà Lôn Trà Lăng nó bắn dạ bắn đá đá bự xây ra đá nhỏ nó đưa xuống Sà Lan đó, không có tiền. Bây giờ Sà Lan đó, bây giờ một cái Sà Lan đó bao nhiêu tấn là nó hợp đồng là cái đầy Sà Lan này bao nhiêu vàng, chứ tiền đếm không kịp rồi. Thấy rõ ràng chưa, chính xác không? Núi thành vàng mà mình không hay, chịu không? Chịu, chịu đồng ý. Đó thành kim cương luôn nữa chứ thành vàng gì. Bởi vì nó tính ra bằng tiền đó là thành kim cương luôn à. Không mà anh em mình đồng ý chưa? Không đồng ý thì mình để mình hỏi ý lại. Đồng ý. Nói là con máy này lưu đó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Dạ, đồng ý. Nói vậy nó hợp với cái thời thế rồi, nói đi vậy được rồi chứ không có ấy này. Đâu bây giờ nói chuyện có thầy tổ chứng đàng hoàng chứ, có thần thánh mà người làm phải có thần đâu, cho chung quanh đây là thần thánh đông lắm á. Đúng rồi, nó hợp lý rồi, phải rồi. Đúng. Bởi vì trong khi á mình ráng tu, tu kiểu làm sao mà ông ấp với ông tổ, ông làng mà thương mình á, là đời mình mới có danh dự. Có đi đường đồng không? Dạ, cũng có. Muốn qua mương là phải chụp trò lui. Yeah, đứng đó nhúng là gớt giữa mương. Yeah. Chịu không, con này chịu không? Yeah, đúng rồi, phải lấy đà ha. Yeah. Thì mình tu làm sao mà ông tổ, ông thấy, ông mình ông thương. Có gì, ở chòm chớm đừng cho nhơ vợ, phải giữ gìn cho được sạch trong là ông tổ ông thương rồi. Rồi mình nhịn ngon, nhịn đẹp, nhịn sung sướng để giúp đỡ sớm riêng. Thì ông ấp, ông nhẹ phần lo rồi. Ông áp thương luôn. Chịu không? Rồi mình nhịn nữa, nhịn nữa để giúp trong làng mình luôn, là phải được danh thơm tiếng tại không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Bởi vì đời nay trở lại khác nào đời thương. Đời thương là đạo vũ trụ. Nhớ chưa, Tây Bá thân niên vũ lý huống chi ta sao khỏi tiếng đời không? Ông Tây Bá là ông Tây Bá Hầu, là ông Châu Văn Dương. Vua là chuyện của ông vua. Còn mình đạo làm tôi phải lo, thay mặt vua lo cho dân. Phải gì không? Bởi vì đợi ông Châu Văn Dương yếm. Thành ra đó, mình phải hy sinh đời mình, phải hy sinh đời mình làm những điều đạo nghĩa. Người đời nó con cháu của ai được quá là ông bà mình được danh thơm tiếng tại rồi đó. Cái đó là đắc đạo rồi đó. Cái đạo là cái phải, đạo tâm mình chỉ có làm quấy đạo lìa xa, người thật lòng hành đạo lỡ rồi có bỏ qua, tất nhiên cái đạo là cái phải. Mình nhịn bằng mình giúp người, nhịn bằng mình giúp người là đạo. Còn anh em mình đời sống đây là tôn giáo. Đời sống mình đây đó là nhiều tôn giáo. Còn cái đạo này chỉ có một thôi. Đạo tâm mình chỉ có làm quấy đạo lìa xa, người thật lòng hành đạo lỗi đời khó bỏ qua, trồng bông kiến giống chi hướng nấy. Thì mình trồng cái cây mai, cây mai Tết là bón phân khác, còn cây mai chiếu thủy là bón phân khác. Trồng cái xoài thanh ca là bón phân khác, trồng cái xè cát là bón phân khác. Dạ. Chịu không? Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó là phải hợp lý đó chị. Nhưng mà mình mới gieo giống, biểu anh em đổi giống mình, ai chịu đổi? Dạ. Mình trồng cho tới mùa sum xê đi, khỏi năn nỉ. Dạ. Bây giờ ông cho tôi đổi một dạ, tôi đưa ông ba dạ, đổi luôn.
Bởi vì của mình nó quá trúng rồi. Ông cho tôi đổi một dạ giống đi, rồi tôi đưa ông ba dạ. Nhưng lòng từ bi của mình thôi, đổi ngang thôi. Do đó có từ bi ha. Cái lòng từ bi mình đổi ngang thôi, bà con lấy hạt giống này về làm theo đó mà có hưởng. Nói hữu lý quá. Hay, con này hay. Tức là mình phải có lòng từ bi. Mình mới gieo giống mà biểu người ta đổi giống, sao đổi được? Nhưng mà đạt được rồi cứ việc đổi ha. Không, mình không có rủ ai chứ, mình làm cho được đi. Bà con lại thôi đấy. Trời ơi. Quý đó, giống nó im hơn giống của mình nè. Thôi giờ ông cho tôi đổi một dạ. Mà tôi đưa ba ông ba dạ. Ông đưa tôi một dạ lúa giống tốt của ông. Mà tôi đưa ông ba dạ lúa thường. Mình không có từ bi thì mình đổi một dạ lấy ba dạ cũng không ai nói. Nhưng mà mình có lòng từ bi thì thôi. Đổi ngang thôi. Bà con á, lấy hạt giống này về để gieo. Để mùa sau có hưởng. Mình có lòng từ bi mà. Như vậy là phải mình thương người không? Có nghĩa là mình tranh thủ mình làm cho bằng được. Thì anh em xúm lợi, năn nỉ mình, đổi giống. Không mà bài này anh em mình đồng ý nghe được không? Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu ý rồi.